Đúng ngày 25 tháng 12 âm lịch, bốn con giáp này trúng số liên tiếp, tiền nhét chật kép, ăn Tết giàu to. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về top những con giáp sẽ đón tài lộc, rước vận may vào nhà trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Ngày 25 tháng 12 âm lịch chính là cái ngày mà những con giáp này có cái đường tài lộc đỏ rực, sự nghiệp thì hanh thông, thuận lợi. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học phân tích dự đoán, nhờ có sự che chở giúp đỡ của quý nhân mà con đường công danh sự nghiệp cũng như là tài lộc của những con giáp này sẽ có một bước đi lên, phất lên như diều gặp gió. Trong công việc thì được đồng nghiệp trợ lực, cấp trên nâng đỡ nên cái hiệu suất làm việc sẽ cao hơn hẳn so với thời gian trước đó. Trong chuyện làm ăn kinh doanh thì các bạn cũng sẽ gặp được may mắn nhiều hơn mọi ngày khi mà khách hàng cứ nườm nượp kéo đến. Đặc biệt là trong cái dịp cuối năm này, cái nhu cầu mua sắm nó tăng cao, chỉ cần quý vị nắm bắt được cơ hội là có thể đổi vận giàu sang, đấy, một bước chuyển mình giàu có. Bên cạnh đó, không những thuận lợi trong cái chuyện công danh sự nghiệp và tài lộc, cái vận trình tình cảm của những con giáp này cũng sẽ được ông Tơ bà Nguyệt xe duyên, nên sẽ gặp được đúng người đúng thời điểm và cái may mắn hạnh phúc nó cũng sẽ ngập tràn trong thời gian này. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất này thì không ai khác đó chính là những con giáp tuổi Mão. Những người tuổi Mão trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch ấy thì được cục diện là Mão Tuất là nhị hợp. Cái cục diện nhị hợp nó nâng đỡ những người tuổi Mão, giúp cho những cái vận trình của những người tuổi Mão trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch được thêm rực rỡ hơn, được sáng sủa hơn. Con giáp này may mắn sẽ nhận được cả tin vui về mặt tình cảm và tiền bạc trong cái ngày hôm nay. Nếu có kế hoạch ấp ủ thì các bạn nên tiến hành ngay trong cái thời điểm này để tranh thủ cái cát khí nó vẫn còn đang vận, đang vượng vận. Lại được cục diện lục hợp, nó nhị hợp, Mão Tuất nó che chở, nó giúp đỡ. Cái vận trình quý nhân của những người tuổi Mão trong cái thời gian này cũng khá là vượng. Con giáp này cũng được giúp đỡ ở nhiều cái phương diện và theo nhiều cái cách thức khác nhau. Chính vì thế mà cái hiệu suất công việc cũng được cải thiện một cách rõ rệt. Bản mệnh cũng chủ động, xông xáo, nhận việc nên là cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao. Về vận trình tài chính thì ngày hôm nay ấy, thì dù là những người làm công ăn lương hay là những người buôn bán kinh doanh ấy, cũng đều có lộc lá về tay, tiền tiêu thì rủng rỉnh, không lo thiếu thốn. Nhưng mà quý vị vẫn nên chi tiêu một cách có kế hoạch, không nên vung tiền bạt mạng mà cần phải đề phòng những khi túng thiếu cũng như là gì, chuẩn bị cho những cái thời gian tới dùng đến tiền để kinh doanh đầu tư, giúp cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn. Thêm nữa, trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất này thì với những người tuổi Mão, ai đang còn độc thân ấy, thì trong ngày hôm nay cái vận đào hoa nó cũng khá là vượng. Chúng ta biết là dần Ngọ Tuất thì đào hoa tại Mão có cơ hội gặp được cái tiếng sét ái tình và đắm chìm trong cái tình yêu lãng mạn trong thời gian này. Bên cạnh đó, các cặp đôi thì cũng hài lòng với cái mối quan hệ ngọt ngào đang có. Tình cảm hai người sẽ khiến cho không ít những người khác phải ghen tị. Còn những người đã lập gia đình thì cũng có một cái cuộc sống bình yên, hạnh phúc, êm ấm bên những người mình thương yêu nhất. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc và để cái gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ được xếp vào vị trí con giáp may mắn thứ hai do được cục diện tam hợp là dần Ngọ Tuất nó trợ mệnh, nó hộ thân. Vậy nên những người tuổi Ngọ sẽ có một cái ngày vượng cả tài lẫn tiền bạc, lẫn tài lộc. Cái công việc kinh doanh buôn bán ở cái thời điểm này thì nhờ vào cái sự giúp đỡ của quý nhân nên là cũng sẽ được suôn sẻ, vượt ngoài cái mong đợi. Do cái nhu cầu mua sắm cuối năm nó cực cao nên đây nó cũng là một cái thời điểm hốt vàng hốt bạc của những người tuổi Ngọ trong thời gian này. Nói chung ấy, nhìn vào cái khoản lợi nhuận thu về mà những người tuổi Ngọ có đôi chút bất ngờ
nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì cái tài khí nó thêm được vượng hơn. Bên cạnh đó, những người tuổi Ngọ trong thời gian này nói chung ấy cũng giành được một số cái thành tựu nhất định trong cái sự nghiệp cá nhân của mình. Với cái tinh thần trách nhiệm cao thì bản mệnh đã vượt qua được mọi khó khăn và trở ngại để giành lấy những cái mục tiêu, không ngại khó khăn, không ngại cực khổ, chứng minh được cái vai trò không thể thay thế của mình trong cái tập thể. Thêm nữa, lại được cục diện ngũ hành nó tương sinh, nó hỗ trợ, nó giúp cho những người tuổi Ngọ có cái vận trình tình duyên vô cùng là vượng pháp. Nói chung các cặp đôi trong thời gian này cũng được tận hưởng những giây phút ấm áp ngọt ngào bên những người mình thương yêu nhất. Tình cảm giữa quý vị và người ấy ngày càng trở nên khăng khít, ấm áp hơn. Gia đình thì êm ấm chính là cái động lực để cho những người tuổi Ngọ cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống và cũng sẽ thu hút được cái vận may, cái tài lộc đến với mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất này thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Dần. Quý vị thân mến, nhờ được cục diện Dần, Ngọ, Tuất tam hợp, vậy nên trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Dần sẽ có thể đón nhận nhiều cái tin vui trong chuyện tình cảm và công việc. Trong thời gian này thì những người độc thân có cơ hội mở rộng cái mối quan hệ, làm quen được với nhiều cái đối tượng ưng ý. Nhân duyên của những người tuổi Dần trong thời gian này cũng vô cùng là vượng một cách bất ngờ. Quý vị nên là chuẩn bị tinh thần và mở rộng vòng tay để đón nhận những cái tình cảm tốt đẹp nhất đến với mình. Trong khi đó, các cặp đôi của những người tuổi Dần thì cũng có khoảng thời gian là khá lý tưởng để xử lý các vấn đề, các khúc mắc, các hiểu lầm trong quá khứ, trong các mối quan hệ. Quý vị đừng nghe lời nói ra vào của những người khác để tự phá hỏng cái tình yêu của mình. Quý vị hãy lắng nghe cái điều trái tim mách bảo và tin tưởng vào cái người ấy. Thêm nữa, cái tài lộc, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dần ấy, trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch này cũng là cái thời điểm vượng pháp đấy, khá là dồi dào. Nhưng mà gia chủ cũng cần phải chi trả nhiều cái thứ cho các mối sinh hoạt. Bên cạnh đó, cái ngày Tết sắp đến thì cái nhu cầu mua sắm Tết cũng sẽ ngốn của quý vị một cái khoản tiền đáng kể. Vậy nên quý vị cũng cần phải tích góp năng nhặt thì chặt bị các cụ nói rồi đấy. Thêm nữa, công việc thì không có gì đáng ngại, gia chủ sẽ phải xử lý mọi thứ. Công việc trong thời gian này cũng không có gì đáng ngại với những người tuổi Dần, các bạn sẽ xử lý mọi thứ ổn thỏa đâu ra đấy, duy trì được cái phong độ ổn định của mình. Tuy nhiên, trong thời gian này thì cái vấn đề sức khỏe của những người tuổi Dần cũng cần phải hết sức lưu ý, nó cũng không được thuận lợi cho lắm. Có hung tinh nó chiếu mệnh nên sẽ khiến cho tình trạng sức khỏe nó bị sa sút. Những người tuổi Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của cái thời tiết dẫn đến mệt mỏi, chán ăn hoặc là rối loạn giấc ngủ. Thì ngoài ra bản mệnh cũng nên cẩn thận khi mà đi lại, đề phòng những cái tai nạn, những cái va chạm dẫn đến chấn thương đối với mình. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc của mình ấy, thì những người tuổi Dần hãy lưu ý luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân do được cục diện tam hội là Thân, Dậu, Tuất nó che chở, nó giúp đỡ nên là những người tuổi Thân ấy có cái nguồn năng lượng tràn đầy, làm việc hết mình. Chính vì vậy mà cái hiệu quả công việc nó tăng lên đột biến. Điều này nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Thân ấy nói chung ấy có một cái ngày làm việc tương đối là thoải mái và dễ chịu và không gặp phải cái áp lực hay là những cái căng thẳng nào quá lớn. Với cái màn thể hiện xuất sắc của mình thì rất có thể trong thời gian tới những người tuổi Thân cũng sẽ được giao phó cho những cái trách nhiệm mới trong công việc. Quý vị hãy sẵn sàng chuẩn bị cái tinh thần để chấp nhận cái thử thách. Đây cũng là cái thời điểm mà những người tuổi Thân ấy có một cái bước tiến rất lớn hơn trong cái công việc, trong sự nghiệp của mình.
Bên cạnh đó, trong ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất này thì cái phương diện tình cảm của những người tuổi Thân thì cũng khá là tốt. Cái cát tinh nó cũng sẽ giúp cho hàn gắn lại những cái vết rạn nứt của hai người trong quá khứ. Cả hai đều gì chủ động nhận lỗi về mình để giữ gìn cái tình yêu. Những người độc thân thì nên tích cực tham gia vào các buổi gặp mặt, giao lưu nhiều hơn và cũng sẽ có được những kết quả tốt đẹp. Biết đâu trong cái những cái con giáp, trong những người mà quý vị đã gì đã giao lưu, kết nối sẽ tìm được cái nửa kia ưng ý và phù hợp với mình hơn. Vì thế để gia tăng thêm cái vận trình tình cảm cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất này không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, nói chung ấy, trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch thì các chuyên gia tử vi học cũng dự báo cái vận trình của những người tuổi Dậu tương đối là gì tốt lành do được cục diện tam hội nó giúp đỡ. Vậy nên cái vận trình của những người tuổi Dậu có nhiều cái sự quan tâm đấy, của mọi người xung quanh. Gia chủ sẽ đón nhận được mọi thứ với cái tâm trạng vô cùng là dễ chịu, vui vẻ. Đi đâu làm gì thì cũng có người giúp đỡ tận tình, không phải lo lắng hay là băn khoăn. Thì đây cũng là cái thời điểm mà các mối quan hệ xã giao của gia chủ cũng sẽ được hài hòa hơn, tốt đẹp hơn, thích hợp để đẩy mạnh các kế hoạch hợp tác hay là ký kết được những cái hợp đồng lớn. Thì bằng cái sự khéo léo và cái sự uy tín của mình, nên là những người tuổi dậu ấy hoàn toàn có thể đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Thêm nữa, cái chuyện tình cảm lứa đôi cũng không có gì để phàn nàn ở cái thời điểm này. Những người có đôi thì càng gì thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Tình cảm theo thời gian thì ngày càng thêm được thắm thiết. Những người độc thân cũng có cơ hội thay đổi cái tình trạng hiện tại để đạt được kết quả tốt hơn nếu mà chịu khó ra ngoài giao lưu nhiều hơn. Vậy nên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cũng như là để bảo vệ cái vận trình tình duyên của mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 25 tháng 11. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất này thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Quý vị thân mến, những người tuổi Tuất được tỷ kiên trợ lực nên có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và có lợi cho cái tương lai của mình. Gia chủ không ngại đánh đổi để giành lấy cái thành công, cũng không sợ khó khăn hay là sợ khổ ái. Đó là cái lý do mà khiến cho những người tuổi Tuất có thể đạt được cái thành tựu to lớn như trong thời gian ngày hôm nay. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc cũng ở cái thời kỳ cực kỳ là hưng vượng. Những người tuổi Tuất trong thời gian này thì nói chung ấy, cũng có lợi, cũng có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền và làm giàu. Cơ hội nó cũng sẽ đến rõ ràng hơn bao giờ hết. Thêm nữa, những người tuổi Tuất chỉ cần phát huy hết khả năng chịu thương chịu khó thì hoàn toàn có thể chiến thắng những khó khăn, những gian khổ, những chông gai ở phía trước để cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm cũng không phải là cái mối bận tâm trong thời gian này. Nhưng điều đó không có nghĩa là quý vị bỏ bê không đoái hoài gì đến nửa kia. Dù nói chung là bận rộn nhưng mà những người tuổi Tuất vẫn tranh thủ thời gian để hỏi han và quan tâm đến người ấy, giúp cho cái tình cảm nó ngày càng được trở nên bền chặt và hạnh phúc hơn. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất. Đó là con giáp may mắn thứ 6. Kính thưa quý vị, như vậy là trong cái ngày 25 tháng 12 âm lịch ngày Mậu Tuất ấy, chúng ta sẽ có 6 con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý. Đó là những tuổi sau: 1 là tuổi Mão, 2 tuổi Ngọ, 3 tuổi Dần, 4 tuổi Thân,
5 tuổi Dậu và 6 là những người tuổi Tuất. Đó là 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe trong những ngày cuối năm 2023 năm Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.